trời lạnh tại thành phố Đà Lạt những ngày qua đã được sưởi ấm bởi sự kiện nghệ thuật đường phố. Tối ngày 27 tháng 12 tại khu vực quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt diễn ra chương trình Carnival đường phố chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. 36 diễn viên, trong đó có 22 vũ công, 6 tay trống Malambo, 6 diễn viên xiếc uốn dẻo nhào lộn và 2 diễn viên múa patin đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Dẫn đầu đoàn là 2 diễn viên trượt patin với những kỹ thuật đặc biệt thu hút khán giả. Phía sau là các dancer khuấy động đoàn rước. Tại khu vực trung tâm quảng trường Lâm Viên, sự chú ý đặc biệt dành cho các tay trống Malambo, nghệ sĩ múa lửa, với những tiết mục độc đáo trên nền nhạc Happy New Year. Xuyên suốt chương trình, các diễn viên biểu diễn quanh các xe mô hình mang biểu tượng các khu du lịch nổi tiếng tại Việt Nam. Kết thúc mini show là màn biểu diễn đồng loạt của 36 diễn viên diễu hành giao lưu cùng khán giả. Carnival đường phố Đà Lạt sẽ phục vụ khán giả tiếp vào tối ngày 28 tháng 12, cũng tại quảng trường Lâm Viên bên cạnh Hồ Xuân Hương.